Mình thử mình bắn vào miếng kính đó xem sao nha. Rồi, để bắn luôn nha. Ok, get slide. Bắn nha. Mình quay lại để mình xem sao nha. Rồi đi theo mình nha. Đây để xem bắn thì miếng kia nó như thế nào nha. Wow, đây mà thấy không, wow, kiếp nè bạn, xuyên vào một lỗ tròn kiếp, à nè, mình xem nha, lực rất mạnh, rồi sắp miếng kiếm, thì ai nên mua hàng thì mình liên hệ trực tiếp với mình theo số điện thoại Zalo mình để góc trái màn hình.